Tam giác ABC vuông ở A này, A có tọa độ âm 1, 4 này, B 1, âm 4 này, BC đi qua điểm M có tọa độ 2, 1 phần 2. Yêu cầu tìm tọa độ định C. Tìm C. Thế thì ý tưởng của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ viết phương trình đường AC. Đấy. Sau đó viết phương trình đường BC. Nhé. Viết phương trình AC, viết phương trình BC cho giao nhau thì ra tọa độ điểm C. Thế thì phương trình đường AC viết thế nào? Muốn viết được phương trình đường thẳng, thầy nhắc lại một lần nữa, phải tìm ra hai thông tin. Thứ nhất, điểm đi qua. Thứ hai, hoặc vectơ phát tuyến hoặc chỉ phương. Đấy. Thì bây giờ ta bắt đầu thực hiện. Bây giờ cái đường AC, các em để ý, AC đi qua điểm A, đồng thời nó vuông góc với đường AB, cho nên nó nhận vectơ AB làm vectơ phát tuyến. Có điểm đi qua, có vectơ phát tuyến. Áp dụng công thức này, đấy, chúng ta sẽ xác định ngay được phương trình đường thẳng AC. Thế đi. Thứ nhất, cái đường thẳng AC đi qua điểm A có tọa độ âm 1, 4 và có vectơ pháp tuyến N chính là vectơ AB. Vectơ AB ở đây có tọa độ nào? Tọa độ B trừ tọa độ A, như vậy nó là 2 âm 8. Suy ra AC có phương trình. Áp công thức điểm đi qua vectơ pháp tuyến, chúng ta có 2 nhân x cộng 1 trừ đi 8 nhân y trừ 4 bằng 0. Rút gọn, chúng ta có x trừ đi 4y. Đấy. Chỗ này là dương 3, 2 là 34, chia đôi còn là 17. Như vậy cái đường AC ta đã xác định được là x trừ 4y cộng 17 mà không.